hello vanza xin kính chào quý vị chào mừng quý vị quay trở lại Xa. thì trong cái view này vanza cập nhật nhanh cho quý vị qua một số những cái thông tin mà mọi người đang quan tâm về cái thị trường tiền điện tử như chúng ta đã biết là ngày hôm qua đã bị một cái cú sốc quá là mạnh khi mà sau khi cái thông tin mà trung quốc và hoa kỳ cuối cùng đã đồng ý về một số vấn đề trong đó có những điều không tốt cho người khai thác tiền điện tử là họ nói về cái vấn đề về năng lượng là nó sẽ rất mất rất nhiều năng lượng Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với cái thị trường tiền điện tử thì như chúng ta đã nhớ lại cái thời kỳ cách đây vài tháng cũng có một cái đợt mà cũng nói về cái vấn đề ô nhiễm môi trường là liên quan tới biến đổi khí hậu đó thì Trung Quốc cũng đã ra cái ban và nó cũng đã làm cho Bitcoin từ cũng sáu mấy ngàn mà xuống còn 29 ngàn đó quý vị. Vậy thì cái thời điểm như hôm nay, mặc dù là Siba Inu thì không phải là cái dạng khai thác năng lượng như vậy mà dùng để make những cái payment only hoặc là khai thác với cái chiều hướng công nghệ khác. Thế nhưng mà Vanessa vẫn khuyên quý vị có một cái sự gọi là à, cẩn thận à, trong cái đồng tiền của mình trong cái giai đoạn này. Cẩn thận ở đây là gì? Trước hết tất cả những cái dòng tiền điện tử kể cả cổ phiếu luôn. Tại sao mà Vanessa nói kể cả cổ phiếu Tại vì quý vị thừa biết là Bây giờ cái con biến thể mới nó đang diễn biến rất là phức tạp Vaccine cũng chưa chính thức để đưa ra Nó là cái vấn đề mà Để cho chúng ta có thể Rót những cái đồng tiền của chúng ta vào Mang tính chất đầu tư là nó vô cùng mạo hiểm Nếu như dùng những đồng tiền quan trọng Liên quan tới Tinh, tinh tế tài chính của quý vị vì vậy chúng ta nếu như ai có lời thì chúng ta có thể bớt chút ra để gọi là xem nó có dip sâu xuống thì dùng những cái tiền đó có thể mua thêm hoặc quý vị có thể uh, chờ có nghĩa là mình đang có tiền chẳng hạn mình hôm qua mình mua được cái đoạn dip đó rồi bây giờ có lời rồi có thể chốt được lời một một ít đi rồi um, để tiền rảnh rỗi đó chờ cái cơ hội tiếp theo có thể nó sẽ còn những cái biến biến động nữa hôm qua thì không phải là anh không có muốn mua là chẳng còn đồng nào để mà mua em đã nói với quý vị trong cái video ngày hôm qua đó vẫn còn có bạn vào nói là bây giờ sao không vào mà mua đi. Tiền đâu ra mà mua quý vị ơi, nó chả còn đồng nào để mà mua. Thì hôm nay là ngày 4 tháng 12. Diễn biến ở Mỹ vẫn còn rất nhiều những cái diễn biến phức tạp ngày 12, ngày 15, ngày 15 tháng 2 tới là chính phủ Mỹ sẽ hết tiền nếu như họ không đưa ra cái tăng nợ trần quốc gia lên thì họ sẽ gặp phải những cái biến cố đó quý vị. Thành ra là không có mong muốn là mọi người gặp phải những cái rủi ro cho nên là cái vấn đề ở cibai new thì hôm nay họ vừa đưa ra một cái bài báo mới đó là đầu tư vào SP 500 đó ở trong cổ phiếu nó có cái mã là SPY đó quý vị. Đây này thì họ nói là có hai diện đầu tư mà mọi người mong kiếm được lời nhiều nhất thì nó có thể bay nhanh nhất đó. về bên cổ phiếu thì là cái mã SP 500 là cái mã SPY đó quý vị. Còn về bên uh, uh, tiền điện tử thì là cibai new tại vì cibai new thì hiện tại đang ở trong cái uh, cái chiều hướng là rất là À, rất là hot trên toàn cầu luôn thì um, cái mã SPY em để đây nó đâu rồi đây mã SPY là cái mã SP500 này này thì nó có cái chiều hướng nó sẽ tăng đó quý vị thì có thể đầu tư như vậy nó an toàn hơn khi mà bỏ tiền vào sau này nó uh, cứ bên SP500 nó lên thì cái mã đó nó cũng sẽ lên Không. ok ai chú sống cứ lên one minute đó cứ thế thì chúng ta sẽ đưa ra những cái quyết định đúng đắn để mà chúng ta không không bị uh... Gặp phải những cái rủi ro như cái buổi ngày hôm qua, ai mà có tiền mua thì đúng là chỉ có cá mập có tiền thôi chứ những người lẻ thì hôm qua stock buổi sáng chết đứ rồi. Tiền đâu ra stock muốn cao để thoát ra mua tiền điện tử mà nó không có lên được thì đâu có dám bán, bán lỗ thì không có đành đâu quý vị. Vì nó lỗ 70% làm sao mà dám bán. Còn tiền tiền điện tử thì đến buổi chiều nó chơi cả đậm luôn. Sau khi uh, market stock đóng cửa thì nó bắt đầu mới 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 tung ra cái 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 cái, cái quả dip sâu tận dưới đáy luôn đó quý vị. Đó, thì hiện tại bây giờ Vanessa cũng sẽ không có ý định là mình đầu tư uh, dài hạn trong thời điểm này nữa Mình sẽ chờ cho đến khi cái con biến thể này nó lắng xuống và mình sẽ chỉ để 50% thôi quý vị nha Vanessa sẽ không hâu 100% khoản tiền điện tử nữa Có nghĩa là bây giờ ba cái app của Vanessa thì có một app lời rất là nhiều từ trước giờ rồi Có mấy chục đồng thôi mà nó lên đến mấy ngàn đó quý vị Thì cũng sẽ cắt 50% đi và cái app uh, đang bị lỗ mấy trăm thì cũng sẽ cắt 50% Còn một cái app nữa thì hòa tiền Cái một cái app nữa mà mới mua luôn đó quý vị App đó mua 4 ngàn mà hôm đi mua là giá bao nhiêu Cũng khoảng độ 38, chín này mua thành mấy chập á Thì bây giờ cũng sẽ cắt 50% để dành cái tiền đó ra Tại vì nó không có nhiều như của mọi người đó Thành ra là mình cắt như vậy Còn của quý vị nó tùy quý vị có khoảng bao nhiêu tiền Thì quý vị sẽ có những cái cần cho quý vị thì Van xà vẫn có lời thành ra là mình thấy nó ok còn lại nhiều quý vị thì ví dụ như mà bị lỗ nhiều quá thì có thể là chờ xem nó có farm lên chút xíu nữa thì mình có thể uh, về tiền thì có thể cắt bớt đi bao nhiêu phần trăm đó tại vì cái tình hình này nó còn biến động nhiều lắm quý vị cái thông tin của bên Trung Quốc Ấn Độ Mỹ mà đã đưa ra cái vấn đề siết chặt về cái xem xét kỹ cái vấn đề khai thác tiền điện, điện tử này là nó sẽ còn ảnh hưởng rất là nhiều Bitcoin qua nó về đến 41.000 luôn nhá, không thể tin nổi và sao hôm trước đã chia sẻ với quý vị là nó có thể về với cái theo cái nến TA là 46 nhưng mà không ngờ là hôm qua nó tụt xuống tận 41 luôn. Đó, còn SBI New thì nó cũng tụt nhưng mà nó không bị tụt nhiều như mấy cái mã kia. Đó thì đây là toàn bộ những cái thông tin gọi là Ừ. trong cái bài báo ngày hôm qua mình em chia sẻ cho quý vị ở đây này nó rất là dài nhưng mà bán sáng hôm qua chỉ tóm tắt cho quý vị thôi họ nói là hầu hết Trung Quốc và Ấn Độ thì họ làm chặt hơn còn Hoa Kỳ thì đang xem xét cái việc khai thác tiền điện tử từ góc độ môi trường và mang cái tính chất bền vững từ đây xem đó cờ Trung Quốc cờ Hoa Kỳ đây này Khai thác tiền điện tử cực kỳ tốn nhiều năng lượng và nhiều mạng blockchain tiền điện tử lớn yêu cầu những gì được gọi là cơ chế đồng thuận bằng chứng công việc xác thực ờ, trên cái khối blockchain đó và bảo mật mạng những cái điều này đòi hỏi sức mạnh tính toán nặng nề nặng để giải quyết các cái vấn đề bài toán học vô cùng khó khăn. Một số những cái nhà mạng điện tử lớn ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Litecoin sử dụng các cái giao thức bằng công thức công việc và cái phần này nó rất là hao tốn cái năng lượng và nó ảnh hưởng tới môi trường rất là nhiều và họ nói là chỉ riêng cái việc khai thác Bitcoin thôi nào, nó đã chiếm 0, phần lượng sử dụng lượng điện sử dụng trên thế giới rồi quý vị nhà có nghĩa là nó lớn hơn rất nhiều so với cái phần trăm của các quốc gia riêng lẻ mà nằm ở trong các quốc gia nhỏ đó riêng một cái đồng tiền điện tử mà cái năng lượng mà năng lượng điện mà nó sử dụng ra mà nó còn nhiều hơn cả những cái quốc gia thì quý vị phải biết là nó rất là ảnh hưởng cho nên là nó sẽ còn nhiều những cái biến động đó quý vị cho nên là vì cái cái vấn đề này thành ra là chúng ta sẽ phải uh, sẽ phải cẩn thận hơn uh, đi vào những cái vấn đề mà mình có thể nó là cái nó là cái 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 cái, cái dài dài lâu nó không có bị uh, nó không không phải là cái đi vào lòng đất nó đã được xác định rồi thế nhưng có một cái điều mà chúng ta phải chú ý đó nghĩa là họ sẽ phải tìm ra bên điện tử bây giờ crypto bây giờ họ sẽ phải tìm ra những cái phương pháp làm sao để nó không tổn hại và nó không có bị ảnh hưởng đến môi trường và nó không bị khai thác quá nhiều những cái uh, những cái năng lượng điện cũng như là tất cả chiếm lĩnh 0,5% lượng điện sử dụng trên thế giới thì quý vị biết chỉ một cái bitcoin thôi thì nó ảnh hưởng như thế nào. Cho nên nếu như mà như hôm trước bitcoin có hứa với Elon Musk đó là chúng tôi sẽ giảm 50% cái Uh, cái, cái khai thác bằng uh, gọi là than trì hay là cái chuyển sang cái gì đó đại khái là chuyển biến để mà giảm được 50% mươi xô thôi thì elon musk sẽ bền vững để chấp nhận bitcoin gọi là forever đó quý vị đó thì bây giờ họ sẽ phải có đưa ra những cái biện pháp quý vị nha thì chúng ta chờ từ lúc bây giờ nó cho đến lúc mà đưa ra những cái biện pháp nó sẽ còn những cái biến cố cho nên là không phải là để đe dọa quý vị mà chỉ để mong muốn là quý vị hãy uh, cẩn thận với những cái đồng tiền của mình để nó được an toàn hơn đó thì đấy là cái bản thân của Vanessa thì em sẽ uh, ao 50% quý vị nha, em sẽ chờ cho nó phong lên một chút nữa. Có thể là lên đến 40 là Vanessa sẽ ao 50% quý vị nha. Ao hết 50% và chỉ giữ lại 50% thôi, ăn ăn ít thôi. Cho dù cá mập cá voi nó có nhảy vào mà nó có phong lên thì thôi coi như là mình đó, ăn 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 ít không ăn nhiều đó thế còn không thì độ an toàn của mình nó cũng rất là cao có thể trong cái một vài tuần tới nó sẽ có những cái biến động nữa vì cái con biến thể này nó còn đang hoành hành nếu quý vị thế giới còn đang lo và rất nhiều những cái sự việc khác nữa cho nên là chúng ta cũng nó qua xuống tận 30 31 này này quý vị này cái đáy này thì phải nói là nó đã vượt qua cái ngưỡng 32 rồi là cái TA đó tin tức thì Vanessa chưa nói đến nhưng mà riêng TA là nó đã đập vỡ nó đã break out cái 32 rồi nha thì nó có thể về 23 rất là chuyện nhỏ đó thành ra là chúng ta phải cẩn thận hơn tất nhiên là nó sẽ không có đi vào lòng đất và nó vẫn có tương lai nhưng mà mình muốn là cái đồng tiền của mình nó được nó được ao ra và lúc lúc nó dip chúng ta còn có tiền mà mua Đấy, hiện tại bây giờ nó đang là 3824 này Bây giờ mà không có tiền hôm qua, quý vị có thấy sót không? Nó về 30, quý vị mua nó lên 38 như hôm nay, 39 như hôm nay là quý vị ăn cả mớ tiền rồi. Chỉ có cá mập là ăn thôi, chứ còn mình là coi như là tiền đâu có đâu mà ăn. Đó, thì đấy là những cái chia sẻ và cái nhận định về cái thị trường hiện tại. Lạm phát thì cũng còn đang tăng cao. Nói chung vẫn, vấn đề của thế giới còn đang là một vấn đề nhức nhối liên quan tới ảnh hưởng tới rất nhiều, ảnh hưởng xấu tới cả thị trường cổ phiếu. Kể cả cổ phiếu cũng tạm dừng để mà đề phòng trong những cái ngày tới quý vị nha đó thì khi nào mà họ đưa chính thức vaccine ra và cái kết quả chính thức trên cái nhiễm thể mới ra nó không ảnh hưởng cái gì đó thì lúc đấy chúng ta an toàn chúng ta đi tiếp vào đầu tư đó cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video của bán xà và chúc quý vị may mắn bình an hẹn gặp lại quý vị bye bye